Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, clip hôm nay Mộc Nam Huy quay vào thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2021 trong khung giờ buổi sáng. Hiện tại thì đây là bộ ghế Âu Á hộp với chất liệu gỗ hoa đỏ tự nhiên 100% đang được Mộc Nam Huy chuẩn bị bàn giao đến cho anh Tiến ở Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Vâng, đây là bộ ghế anh Tiến mua online tại Mộc Nam Huy. Nguyên bộ 6 món bao gồm một băng dài, một bàn nối, một đôn và hai chiếc ghế đơn. Và với chất liệu là gỗ hoa đỏ tự nhiên 100%. Đây là một trong những bộ ghế nằm trong phân khúc giá rất hợp lý để quý anh chị khách hàng có thể mua và sở hữu quý anh chị nhé. Giá là 27 triệu. Vâng, và trong qua clip ngắn này, qua clip về sản phẩm này thì Mộc Nam Huy cũng xin thông báo đến quý anh chị khách hàng đó là tình hình của về giá gỗ nói chung là tình hình bây giờ là tất cả các loại gỗ hoa đỏ và hương đá nhập khẩu tất cả đều gỗ đều đã lên giá rồi quý anh chị nhé, và mức giá lên khá là cao. Một công gỗ hiện tại bây giờ lên chừng khoảng loanh quanh 100 đấy, tới 150 trên một công quý anh chị chú ý nhé. Giá đã lên rồi và hầu hết thì các sản phẩm đồ gỗ trong thời gian sắp tới sẽ lên giá. Mộc Nam Huy xin thông báo trước đến tất cả quý anh chị khách hàng và xin chúc mừng tất cả những anh chị khách hàng đã mua những cái sản phẩm từ trước. Vâng, và rất đơn giản thôi, gỗ thì đó là sản phẩm của tự nhiên, việc nó lên giá thì đã là nằm trong sự biết trước rồi, quý anh chị nha. Vì gỗ thì sẽ càng ngày càng hiếm đi mà thôi. Quý anh chị khách hàng mà có điều kiện chúng ta sở hữu những cái bộ hoa đỏ hay những bộ hương đá thì quý anh chị cứ yên tâm một điều, đó là sản phẩm của quý anh chị không bao giờ mất giá được quý anh chị nhé. Chỉ có lời lên mà thôi. Âu Á hộp đây là bộ được Mộc Nam Huy làm với các tiêu chuẩn các bức vách trơn và các bức vách thì Mộc Nam Huy làm và lựa các phần bông vân rất đẹp và phần tó hay còn gọi là phần trương được đục chạm cuốn thư rất là gọn gàng. Các phần tay đây cũng là bộ ghế được Mộc Nam Huy tối giản về các cái chi tiết đục chạm, cho nên các phần tay cũng là các phần tay để trơn quý chị nhé, để trơn và khoe vân là chính. Đây là một bộ rất là liền lạc, chất lượng gỗ và rất là đẹp. Nguyên bộ 6 món giá 27 triệu thì đây là bộ ghế Mộc Nam Huy sẽ giao đến cho anh Tiến ở Bình Dương, anh đặt mua online. Và vâng, một chút thông tin nữa, đây là sản phẩm được Mộc Nam Huy tặng kèm luôn cả hai tấm kính mặt bàn. Đó, mặt bàn và mặt bàn nối tất cả đều được cắt sẵn kính 8 ly để mài bóng cạnh và thêm hai phần quà tặng, một chiếc hộp khăn giấy và một chiếc gạt tàn trên chất liệu gỗ hương đá. Đây là các sản phẩm quà tặng và chính sách đi kèm trên các sản phẩm của Mộc Nam Huy. Vâng, nguyên bộ 6 món giá chỉ có là 27 triệu thôi quý anh chị nhé, 27 triệu thôi. Một mức giá sẽ rất là hợp lý để quý anh chị chọn mua những cái bộ ghế chất liệu gỗ hoa đỏ đấy, nằm trong phân khúc bình dân đấy, để anh chị mua sử dụng. Và chất liệu gỗ hoa đỏ thì đây sẽ là sản phẩm để quý anh chị có thể chọn mua và sử dụng lâu dài. Vâng, xin được cảm ơn anh Tiến đã ủng hộ Mộc Nam Huy các sản phẩm này. Cảm ơn tất cả quý chị khách hàng đã theo dõi video này của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp. Nếu được, nếu quý anh chị có thể cho Mộc Nam Huy xin một nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho xưởng gỗ Mộc Nam Huy nhé. Và với mẫu ô hộp này hay là bất kỳ mẫu ghế nào, nếu anh chị khách hàng thích mua mộc, kiểm tra mộc và ký nhận trước khi sơn thì anh chị hoàn toàn cũng có thể yêu cầu tại xưởng của Mộc Nam Huy nhé.